À, đúng rồi, tại vì cái ngành y tế đối với mình nó cũng thực sự rất là mới mẻ. Đặc biệt là ở bên Việt Nam mình cũng không có kiến thức nhiều gì về y tế. Mà sang bên Hàn á, mình phải học những cái từ cơ bản, những cái từ chuyên ngành về y tế bằng tiếng Hàn. Thế nên lúc đầu mình học thì mình thấy cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mình có theo, khi mà mình có thời gian á, thì hầu như là những người khác thì có thể xem phim, còn mình thì là chịu khó xem những cái bài viết liên quan đến y tế hay là xem những cái chương trình liên quan đến y khoa. Và mình cũng thực ra trong quá trình học đấy thì mình cũng tự mày mò ở trên mạng, xem cả tiếng Hàn cả tiếng Việt, và mình cũng tham gia những cái khóa học do mình tham gia những cái khóa học do nhà nước tổ chức, ví dụ như là khóa học điều phối viên hay là khóa học thông dịch y tế.